Cập nhật thông tin về tình hình tìm kiếm các ngư dân mất tích. Hiện vùng biển tàu cá ngư dân Quảng Nam gặp nạn có 11 phương tiện đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích do bị chìm tàu. Thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đặt tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Phương án điều trực thăng là không khả thi do khoảng cách từ đất liền ra khu vực tàu bị nạn rất xa. Trong khi thời tiết xấu, trên hai tàu cá gặp nạn tổng cộng có 93 ngư dân. Và tính đến hơn 4 giờ chiều nay, thì các tàu cá và lực lượng cứu hộ đã cứu được 80 người lên tàu. Có 2 người trong số 80 người này tử vong do sức khỏe yếu. Hiện còn 13 người mất tích. Khoảng thời gian vàng để cứu được ngư dân chỉ còn đến 14-15 giờ ngày mai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban chỉ đạo Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Quảng Nam, các lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển phối hợp nỗ lực tìm kiếm các ngư dân mất tích trong khoảng thời gian vàng, đồng thời đưa thi thể các ngư dân tử vong về đất liền, bàn giao cho gia đình. Do mưa lớn dễ xảy ra sạt lở, các phương tiện được yêu cầu ngừng lưu thông qua đường Hoàng Sa, vị trí sau lối lên chùa Linh Ứng. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công an quận Sơn Trà thực hiện chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm. Người và phương tiện cũng không được lưu thông trên tuyến đường Hoàng Sa trừ xe công vụ. Việc tạm dừng lưu thông trên đoạn đường này đến khi có thông báo mới. Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ dự báo mạnh lên thành bão, gây thời tiết xấu trên biển và khiến mưa trên đất liền kéo dài hơn. Do ảnh hưởng của rìa tây áp thấp nhiệt đới, các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mưa lớn duy trì đến hết tối mai. Còn khu vực Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, mưa đến sáng thứ Năm. Lượng mưa là vào khoảng 50-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, vùng trũng thấp, các sườn đồi núi, tuyến đường đèo có thể xuất hiện sạt lở đất. Từ thứ Năm ngày 19 tháng 10, vùng mưa sẽ dịch chuyển ra Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực Bắc Bộ. Lượng mưa có nơi trên 100mm. Áp thấp nhiệt đới dự báo là 24 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão, sau đó bão sẽ di chuyển song song với bờ biển miền Trung, hướng về khu vực Vịnh Bắc Bộ gây sóng lớn, gió mạnh cho các vùng biển này.